Thưa cho con hỏi ngài Phật Đản, Phật thành đạo và Phật nhập Niết Bàn là khác nhau hay cùng một ngày? Có phải giáo hội Phật giáo gặp ba sự kiện vào ngày 15 tháng 4 hay không? Có kinh nào nói đến các sự kiện này hay không? Có thưa quý vị. Chờ tí xíu. Đây là một đoạn Pali nói về cái sự kiện Bồ Tát đản sanh ha. Ở đây Bồ Tát đản sanh vào khi nào? À, đây là vào vào rằm tháng Quê Sắc, vào ngày trăng tròn ha, ngày trăng tròn tháng Quê Sắc thì được đản sanh vào ban ngày. Rồi đó, như vậy thì chúng ta có được một cái kết luận đầu tiên, đó là Bồ Tát đản sanh vào rằm, vào ngày ngày trăng tròn tháng Quê Sắc ha. Rồi tiếp theo, tiếp theo là cái thành đạo. Thành đạo thì sư chép cái gì, hai đoạn, hai đoạn. Đây, vào ngày trăng tròn, à, đây là vào trăng tròn tháng Quê Sắc thì ở đây là Bồ Tát đã thọ nhận cái sự cúng dường của nàng Suchata ở cái khu rừng Uruvela. Mà quý vị biết là sau khi Bồ Tát là thọ thọ cái sự cúng dường của nàng Suchata ở cái rừng Uruvela đó, thì vào đêm hôm đó vào rạng sáng thì Đức Thế Tôn, thì Bồ Tát chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, đây thêm một đoạn nữa, đó là gì? Đây, Đức Thế Tôn vào cái đêm đêm canh đầu tiên của đêm trăng tròn tháng Vê Sắc. À, của đêm trăng tròn tháng Quê Sắc, ngài chứng túc mạng minh, ngài chứng túc mạng minh vào cái canh giữa thì ngài chứng thiên nhãn minh, và vào canh cuối ngài chứng lậu tận minh. Thì như vậy chúng ta có kết luận rằng này, à, Bồ Tát thành đạo vào ngày trăng tròn tháng Quê Sắc. Rồi đến cái sự kiện Niết Bàn, ai mà thư chép ở đây là quý vị thấy cái đoạn đoạn văn Pali chứ không phải là để mà quý vị nói là tự công sư hành tuệ ông chế ra. Rồi ai mà biết thì có thể là copy cái đoạn này là đi mà hỏi ha. Đi hỏi đi tìm. Rồi tiếp đến cái đoạn mà Niết Bàn. Đây cái đoạn Niết Bàn. Đây. Niết Bàn thì đây Đức vào cũng là vào cái ngày trăng tròn tháng Quy Sắc. Ở thành Kusinara dưới cái cội Sala, dưới cội Sala, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. À, thì có nghĩa là Thế Tôn nhập Niết Bàn vào ngày trăng tròn tháng Quê Sắc. Đây, ở đây là sư dẫn dẫn thẳng cái đoạn Pali cho quý vị coi ha. Đấy, xong.